Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay 28 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ tại Myanmar, Ba Lan và Cộng hòa Liên bang Đức. Quảng Trị xuất khẩu lao động sau sự cố môi trường biển. Trong phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với vẻ đẹp bình yên của Việt Nam qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia người Anh. Ngày 25 tháng 7, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tại buổi lễ, Đại sứ Luận Thùy Dương đã nêu lại ý nghĩa lịch sử và ca ngợi những đóng góp to lớn của các anh hùng, thương binh liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là dịp để các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán ôn lại lịch sử đất nước, đồng thời thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam. Đại diện các gia đình cán bộ, nhân viên sứ quán có người thân là thương binh liệt sĩ đã cảm ơn Đại sứ quán đã quan tâm, động viên tinh thần. Những câu chuyện xúc động được chia sẻ tại buổi lễ đã góp phần làm tăng sự hiểu biết và tinh thần đoàn kết trong nội bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar. Cũng trong chuỗi hoạt động tri ân Ngày Thương binh Liệt sĩ diễn ra trong cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới vào chiều tối ngày 27 tháng 7, Đại sứ quán và Câu lạc bộ Cựu chiến binh Việt Nam tại Ba Lan đã tổ chức buổi gặp gỡ cùng đông đảo cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, cán bộ Đại sứ quán, tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Ba Lan cùng đại diện một số tổ chức trong cộng đồng người Việt. Đây là hoạt động thường niên được Đại sứ quán và Câu lạc bộ Cựu chiến binh tại Ba Lan tổ chức nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Diễn, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán, đã có bài phát biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người có công với Tổ quốc đã chiến đấu hy sinh vì độc lập thống nhất đất nước. Nhân dịp này, Đại sứ quán và Câu lạc bộ Cựu chiến binh đã trao quà cho các thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ có mặt trong buổi lễ. Một số cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sĩ đã chia sẻ những kỷ niệm về một thời hào hùng của các thế hệ chiến sĩ trong chiến đấu, để nhớ về một thời đạn bom khói lửa, đội văn nghệ của Câu lạc bộ Cựu chiến binh và một số ca sĩ trong cộng đồng đã đọc những bài thơ và cùng nhau hát những bài ca hùng tráng. Còn tại Cộng hòa Liên bang Đức, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam do Đại sứ Đoàn Xuân Hưng dẫn đầu đã tới thăm và tặng quà một số gia đình thương binh liệt sĩ đang sinh sống tại thủ đô Berlin nhân dịp 27 tháng 7. Đoàn đã đến thăm gia đình cựu chiến binh Nguyễn Huy Thắng, thương binh hạng 2/4, từng có nhiều năm chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Mặc dù đã chuyển sang Đức công tác và định cư, hàng năm ông vẫn trở về Việt Nam thăm lại các chiến trường xưa và tham gia tìm kiếm, quy tập các mộ liệt sĩ là đồng đội đã hy sinh trong chiến đấu. Bên cạnh đó, đoàn cũng đã đến thăm gia đình anh Trương Định, sinh ra và lớn lên ở xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Anh Trương Định đã sớm mồ côi khi cả cha lẫn mẹ đều hy sinh trong kháng chiến. Vượt qua những khó khăn, giờ đây anh đang là Chủ tịch Hội đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tại Cộng hòa Liên bang Đức và thường xuyên có những hoạt động giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn, hoạn nạn, đặc biệt là các gia đình chính sách. Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các thương binh và gia đình liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đại sứ cũng đánh giá cao các gia đình thương binh liệt sĩ tại Cộng hòa Liên bang Đức đã vượt qua nhiều khó khăn để hội nhập với xã hội, tích cực xây dựng cuộc sống mới. Đại sứ mong muốn các thương binh và gia đình liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quan tâm thế hệ con cháu, đóng góp nhiều hơn nữa trong các hoạt động cộng đồng, xây dựng và phát triển đất nước. Vào chiều ngày 27 tháng 7, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã thông tin chính thức về việc các nạn nhân người Việt gặp nạn trong vụ sạt lở lũ quét vừa xảy ra ở Quảng Tây, Trung Quốc. Trước đó, vào ngày 18 tháng 7, phía Trung Quốc đã gửi công hàm đến Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh thông báo danh sách những công dân Việt Nam sang Quảng Tây làm thuê và bị nạn trong đợt thiên tai này. Ngoài 7 công dân Việt Nam đã tử nạn, vẫn còn 30 người Việt khác trong tình trạng an toàn. Những người này sẽ được Tổng lãnh sự quán Việt Nam xác minh nhân thân, thu xếp để về nước trong thời gian gần nhất. Vào sáng ngày 28 tháng 7, phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương và những người có liên quan diễn ra tại Tòa án tối cao San Alam với sự có mặt của hàng trăm cảnh sát và phóng viên. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã quyết định các khoảng thời gian để xét xử vụ án gồm các ngày từ mùng 2 đến mùng 5 tháng 10, từ mùng 9 đến mùng 10 tháng 10,
24 đến 26 tháng 10, mùng 6 đến mùng 9 tháng 11, 13 đến 16 tháng 11 và từ 27 cho đến 30 tháng 11. Trước tòa, Đoàn Thị Hương khẳng định cô vô tội và không biết hành vi của mình sẽ dẫn đến cái chết của nạn nhân. Theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Việt Nam và các luật sư Malaysia đại diện cho Đoàn Thị Hương để đảm bảo việc xét xử công bằng, khách quan cũng như bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương. Xin được chuyển sang thông tin khác. Xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc và Nhật Bản đang trở thành hướng đi mới của người dân vùng cửa biển Quảng Trị. Đây là câu chuyện khá sôi động của các xã vùng ven biển từ sau sự cố ô nhiễm môi trường biển do Formosa gây ra. Gia đình ông Võ Công Đoàn sở hữu một chiếc tàu xa bờ có công suất 130 CV. Thế nhưng, việc đi biển ông giao cho người con cả. Anh con thứ Võ Văn Toại có vợ và ba cháu nhỏ đưa ông Đoàn cho đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Chất chiêu từ nghề biển và số tiền anh Toại gửi về, ông Đoàn vừa xây được ngôi nhà trị giá gần 2 tỷ đồng. Thì ở nhà thì mình làm có chuyện vô giống cả tháng trời mà là được 3-4 triệu, rồi 5-6 triệu. Nhưng mà qua bên thì được 20-25 triệu, 30 triệu nữa. Rồi nói chung là đỡ hơn nhiều. Nếu mà tính như vậy là 150 hộ lao động của là khu 6, mà nếu trên 1 tỷ thì bình quân như vậy là chúng ta sẽ biết là một bình quân một ngày một nhà như vậy là đã thu nhập bao nhiêu. Mà hiện tại bây giờ là nhà là 5 người, 3 người, 2 người, còn ít nhất là một nhà là có một người. Ngay sau khi sự cố môi trường biển xảy ra, tỉnh Quảng Trị đã có chủ trương tạo điều kiện cho ngư dân chuyển nghề, đi xuất khẩu lao động nhằm cải thiện sinh kế. Như một làn sóng mới ập đến, thanh niên các xã vùng biển trong độ tuổi dưới 40 đều đăng ký đi xuất khẩu lao động. Thị trường được chọn chủ yếu là đi Hàn Quốc rồi đến Nhật Bản, có người ví von. Đi xuất khẩu lao động là phong trào đông du hiện đại. Các lớp tiếng Nhật như thế này luôn thu hút đông đảo học viên là con em ngư dân. Ở đây, các em được hỗ trợ nơi ở, đồng thời giảm 50% học phí trước khi hoàn tất các thủ tục đi xuất khẩu lao động hoặc du học. Nhà của em hiện tại đang gặp nhiều khó khăn. Em muốn tham gia lớp học này để đi xuất khẩu lao động và cải thiện kinh tế gia đình. Đến bây giờ thì phải nói rằng là cái việc mà xuất khẩu lao động là hết sức là trên địa bàn thị trấn thì phải hết sức về cái phấn khởi, về cái vấn đề mà khởi sắc cho cái bộ mặt, kể cả các anh cũng được biết là nhà cửa cao tầng cũng như cái đời sống của người dân của thị trấn Cửa Việt ngày một được tăng lên. Đó là một phần là cũng nhờ vào cái xuất khẩu lao động. Thực hiện quyết định 12 của Thủ tướng Chính phủ về khôi phục và hỗ trợ cho ngư dân ổn định sinh kế sau sự cố môi trường, 6 tháng đầu năm 2017, tỉnh Quảng Trị đã tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ chính sách cho 214 lao động là con em của ngư dân vùng biển được đi lao động và du học ở nước ngoài. Cùng với các giải pháp khôi phục sản xuất ổn định sinh kế thì xuất khẩu lao động thực sự góp phần thay đổi diện mạo của các vùng biển sau sự cố môi trường biển. Thưa quý vị và các bạn, là nhịp cầu hữu nghị Việt Nam Campuchia, những người lính biên phòng không những hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia mà còn thành điểm tựa vững chắc trong lòng nhân dân biên giới. Với phương châm giúp đồng bào cũng chính là giúp mình, lực lượng bộ đội biên phòng đóng quân ở khu vực biên giới Việt Nam Campuchia đã có nhiều hoạt động giúp đỡ chăm lo đời sống của nhân dân, trong đó có cả người dân Campuchia sống gần đường biên. Trạm xá quân dân y kết hợp thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Từ năm 2011, nơi đây đã trở thành một địa chỉ tin cậy trong thăm khám, điều trị bệnh của nhân dân hai nước Việt Nam, Campuchia. Và thành lập cái trạm quân dân y đó để làm mục đích là trước hết là phục vụ cho cán bộ chiến sĩ, sau đó là phục vụ cho bà con đồng bào hai bên biên giới. Ở đây chúng tôi thì phục vụ cho cả hai bên biên giới, tức là cửa cả người bên Campuchia cũng như đồng bào dân tộc của khu vực trên địa bàn, trong đó có kể cả dân tộc Chăm. Còn đối với năng lực khám chữa bệnh của trạm thì với trang thiết bị ở trên là bố trí một bác sĩ, hai y sĩ, thì chúng tôi sẽ thường trực 24/24, cũng như là thường trực cái quân số thường xuyên của đơn vị để mà phục vụ khám chữa bệnh cho cả hai bên biên giới, với mục đích là cũng như phát hiện các cái bệnh ban đầu. Nếu mà chúng tôi không có khả năng chữa trị tại tuyến cơ sở thì sẽ hướng dẫn bà con cô bác đi theo đúng cái tuyến nó để cho cái được phục vụ tốt hơn, thứ hai nữa là đỡ tốn kém trong quá trình di chuyển. Bệnh nhân đến khám và điều trị miễn phí, chỉ phải chi trả một số loại biệt dược không có trong danh mục được cấp.
Trạm hoạt động cả trong ngày lễ, ngày nghỉ. Nhiều khi nửa đêm cũng có trường hợp bệnh nhân đến khám và điều trị. Tôi sang khám bệnh lần đầu tiên, nghe người chăm sóc nói, bên này bộ đội Việt Nam chữa bệnh tốt lắm, nên tôi sang, được khám và phát thuốc không mất tiền. Nếu lần sau bị ốm, tôi sẽ lại qua đây để được khám. Đối với nhân dân Campuchia, trạm thực hiện miễn phí 100% tiền khám và tiền thuốc. Người dân nước bạn cũng có thể ở lại trạm điều trị dài ngày. Trường hợp vượt quá khả năng điều trị, trạm sẽ giới thiệu bệnh nhân là người nước bạn lên y tế tuyến trên. Để mô hình quân dân y kết hợp ngày càng phát huy hiệu quả, hiện nay các trạm như thế này đang được lực lượng bộ đội biên phòng nhân rộng trên toàn tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Mới đây, một nữ nhiếp ảnh gia người Anh đã dành một tháng đi dọc các tỉnh thành ở Việt Nam. Và theo như lời chia sẻ thì cô ấn tượng với nền văn hóa phong phú, sự pha trộn hài hòa giữa cổ điển và hiện đại của Việt Nam. Nữ nhiếp ảnh gia có tên là Teresa này cho rằng Việt Nam là nơi có nhiều điều để tìm hiểu, từ nền văn hóa lịch sử phong phú tới ẩm thực và cảnh quan thiên nhiên. Theo Teresa, Hội An là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất ở Việt Nam. Trong bài viết của mình, Teresa cho biết Việt Nam là nơi cô muốn quay trở lại để khám phá. Đây cũng là nơi truyền cho cô nhiều cảm hứng sáng tạo. Nữ nhiếp ảnh gia đã chọn lọc những tấm hình ấn tượng nhất trong suốt chuyến đi để giới thiệu tới người xem, đồng thời giải thích lý do tại sao cô lại yêu đất nước quyến rũ này đến vậy. Vâng, chỉ mới có một tháng thôi mà Việt Nam đã quyến rũ nữ nhiếp ảnh gia này đến vậy thì thật sự là dễ hiểu cho những người Việt sống xa quê hương, lúc nào cũng đau đáu nhớ về những hình ảnh thân thuộc nơi quê nhà. Và đến đây thì bản tin Người Việt Bốn Phương cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể xem lại tại địa chỉ website vtv4.vn hoặc trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.